Tại sân vận động này, chúng ta sẽ có những thử thách mới, khó khăn hơn và khắc nghiệt hơn nữa. Chúng ta nên nhớ rằng đây là một cuộc thi chứ không phải là cuộc chơi. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Cảm giác rất là ngỡ ngàng và chưa thể nào mà định hình được thử thách này nó là cái gì. Đối diện với chính mình để nói ra sự thật là mình đã làm được gì và không được gì trong những cái tuần qua. Ở những bài tập mình cảm thấy mình quá sức, mình không thể làm được. Cái thử thách thứ hai mà anh Ngọc Tình đặt ra cho mọi người đó là một thử thách cực kỳ kinh khủng. Khi mà về tới đích thì mình nghĩ là mình không còn cảm giác ở chân. Cố lên. Cảm giác bước chân mình đã bắt đầu chuồn xuống. Thật sự là lúc ấy mình rất nặng. Và mình nhiều lúc mình muốn là thôi dừng lại đi. Khi mà tới nửa chặng là cảm thấy là không thể đi nổi và phải dừng lại. Mình chạy và mình thở bằng mồm như thế thì cái cổ họng của mình nó rất là rát. Cảm giác không thở được. Khi mà đoạn cua thì cái xe đấy đã đâm vào tường và mình đã làm cho anh Kiệt bị đập đầu vào tường. Và lúc đó là mình choáng váng hết luôn, mình không thấy đường luôn. Nhiệm vụ thứ ba là phải chạy cầu thang, là mình phải chạy 5 vòng. Bắt đầu là mình thấy đau cơ của hai bắp đùi và của hai cái bắp chuối. Cảm giác đầu óc rất là choáng váng.